Kính thưa quý tín giả, ngày 29 tháng 5 năm Canh Thìn 1940 tại Kinh Sáng Xà No, để cảnh tỉnh Bá Gia lúc bấy giờ từ bốn phương đổ xô về xin Đức Thầy trị bệnh và nghe Ngài thuyết pháp. Đức Thầy có viết ra rất nhiều thi kệ, mà trong đó có một bài được chính tay Ngài cho cái nhan đề là Nan Thơ Cẩm Tú. Phần đông chúng ta đều từng được nghe biết Đức Thầy là một bậc đại giác ngộ. Ngài nói cũng như viết đều là miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Chính trong bài Nan Thơ Cẩm Tú sau đây, Ngài đã cầm bút viết ngay một mạch trước sự hiện diện của đông đảo những người đến nghe pháp quy y. Trong bài lời lời qua gấm, ý văn hàm súc những tư tưởng siêu hiền, Ngài vừa dạy tu hành, vừa biểu lộ thiên cơ, vừa khuyến khích trung trinh tiết liệt. Và sau đây là bài Nan Thơ Cẩm Tú của Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời thanh lặng gió đưa yêu hắt, ngồi thơ phòng thân bắc lạnh lùng. Gấm sát trần còn cách chi cội thung, đâu có được ý vô mùng quạt vô. Cơn mừng vui nào ngờ lũ gió, vội bay ngang rồi sớt đi luôn. Chữ ngắm ngồi lưỡi ngọc kia tuôn, nào phải giống chim muôn điều. Cây ngô đồng mừng vẻ
Quảng Chí Tăng bị mưa nắng bắp nơi sang vào ấm y áp mặt ai về cho dân lập chí râu mài phá tan ốc tinh thần nhu nhừ miệng con thảo nhường ân thánh đế đứng anh hùng dựng nên đi thời thế xa chi loài trùng dế nhỏ nhen vội đem lòng cường ly bớt đi tiếng kèn lời quên chốn mâm tế ngưu đầu mã diện đang trong ngày tới số bác hồn cõi âm thần bệnh sai dịch ôn chờ mạng phước ra tay bè hồng cửa tiên ban hai còn phá cổng nhà gia dương nghi cửa đóng then gài con nào hiền thì ngộ nghịch một mai đức kỳ cổ nhìn gương kiến sao không biết cơ hổ lũ giang thần nào biết kỳ tổ tông làm mau sầu một góc mi trời đông bị miệng rối thổi lông tìm vết văn can thường đem ra bài trích dạch chỉ lời cố tích chỉ người xưa nghĩ gì đâu có cuộc dài bừa cho lăn lóc những người mới tình phải chi Phật lấy ngay bình tình rưỡi cho trần được tình chút tâm mãi để câu chi chịu thầm tâm cho xanh chúng rừng lâm ni khó mở được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở bóng đi giông luồng âm khí nặng nề phải ngóng chờ cho cùng gặp kê ấy thời đại thánh tiên trổ mặt càng nhìn dân lòng tơ siết chặt đau chi bằng đau khúc đi đoàn trường ước sao mà thuận gió bơm trương
hội tai dinh nhành quê. Trao thân phận rạng danh hiếu để thọ dạng thầy nơi chốn mây rồng. Đừng chia lìa Bắc tổ Nam tông, chỉ biết giống là không thương cô. Tai nghe chi những câu ái ơ, lòng nhi từ bi chớ cô lời dèm. Đạo hiểu rồi ngôn tơ gọi nem, tuy cõi thế lắm lem trần tục. Mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, giữ dạ trong đừng đục mới màu. Thân phận tăng mặc khi bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu đều hàng. Đến kỳ thế danh thầy giảng mi bản, trên đài cao gọi các linh hồn. Nay ngu khờ len lỏi hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển. Giảng giới sống ra tài sửa kiếm, kể cùng ca nghi lửa tiếng con lành. Tuy là tăng không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài dạy dỗ. Đời phải biết suy kim nghiệm mi cổ thông cơ đồ, dừng nghiệp thánh hiền. Ta quyết lòng rước nọ hoang thiên, cứu ba tánh khỏi nơi lao khổ. Gà lôi sớm mượn hoai tố hộ, con nghi một ngày rớt lúc ghi hồ hang. Nhu huyền hòa nhược ác kỳ tắng can, đời cùng đạo bi quan lý. Lòng thành giáng chung nghi chớ kiếp, đức từ bi tiếp dẫn linh hồn. Nén hương nguyện cầu với Phật tôn, ban phước huệ cứu nàng dương thế. Nhớ thó nhỏ nhờ bồng bế, nay được nên đi dạy về trưởng thành. Ngắm cuộc đời hai chữ trượt thanh, thân hành đạo gian danh khắp chốn. Nhưng ngạc khi nói gặp đời hỗn độn, thần của tử ra rời. Khuyên tu hành hao sức khi tồn ơi, chẳng hề mở miệng
ra than trách. Hãy bỏ dứt cái tâm tình kêu cách cả khi con lành khai tròn ngay đường. Tuy thân tày nước kỳ cuộc gió sương mà thỏa chỉ tan bồng đi hồ thầy. Câu trưởng phu là trang nghĩa sĩ chứ anh tài của đấng trung lương. Phần tu hành đạm bạc rau tương miệng cầu được an khương bốn bề. Rung chuông lạnh bằng muôn tiếng kể gọi hồn người hành thiền truy kinh. Ra khuyên dân hẹn có sơn minh chiều ba tánh cầu thề hài. Miệng tâm được cứ vô tồn tại sống mi ở trần hối cải tiền phi. Sống làm sao chen chữ tu mi sống dùng dậy đâu mài nam từ tự như nhiên quay phong thiên tứ bút thần linh mượn mực tay đầy é dương trần công việc trễ bê nên dục túc nhân sanh cài cây. Dùng ba nhà lên dây đờn khải lo cho đời quên đi dốc mớm gầy. Ngài hằng mong gặp đi hồi rồng mây xanh miên mét cùng thầy thịt xác. Đi tới đâu giúp đi người khao khát ngặt giếng sâu khói mút kỳ màu đầy. Trong suốt ngày làm việc lấy quay dùng giấy mực trưng bày đạo đức. Biết bao giờ gái trai tỉnh thức trẻ cùng già đồng hiếu Phật giáo. Nương hùng phong trôi dòng cuồng ca ca cuộc thế cả cầu khuynh đạo. Bởi nhập tiệc trải qua trạng pháo khói mịt mù văng nghi xác đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buông cương khó dừng lại gió khu lớp bớp. Mặt nước biển lố nhô lặng nghi hợp chim đua bay ơi cá lại tranh mồi. Ngọn thủy triều nô nước sụt cơ sôi bầu trái đất một phen luân chuyển. Ta là kẻ tu hành thiện
lần lũng biển đổi điều. Chứ đâu nào bài việc trớ trêu, muôn giác tỉnh người mê trở lại. Mong sanh chung học kỳ đều, tông y tái ở đèn tâm ở lành, bà kỳ ai trao chiêu. Hành đạo tiền cấp cấp bị rớt mơ khuya, lòng thương chúng quyền rằng đủ thế. Mà nào khác chợ trưa đổ ấy ban rễ, ít kẻ hỏi mua. Mang lo theo lối mới tranh đua, lại bỏ ngón rẽ xua học thức. Thân hèn yếu lại vô năng lực, chẳng tìm nơi thuốc nhiễm sửa gân. Miệng toàn lời bắt trước Chúa Tần, muốn chôn sống anh tài nhu sĩ. Nhưng mắt phải từ bi lập chí lược, cùng tao tao lược vẹn hai. Của thần tiên đã sắp sẵn bài, nhờ món giúp thêm chí càng. Miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Khó làm cho hiền thánh lung lai, chỉ tươi nước dùng quần cây quy. Thêm mắt phải tay chàng nhã cơ nghĩ, cần thầy xưa định việc an dân. Tiếp trùng lượng hiểu nghĩa trang ngần, ông bàn cử mẹ ghi chạm thịt. Lũng ra ra cho dân rõ tích, để chờ ngày quán dò hô phong. Bàn cho đời thoát chữ cái đồng, nay dục thúc cầu quân tu kỳ. Ngày nào mà Phật tiên nghi tòa gì, ấy thời lai bình trị muôn dân. Khắp các nơi chư quốc kỳ xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Theo dõi góp người xưa mới kịp, dừng mây lành ngủ sắc kỳ hào quang. Phật thánh tiên đông độ lứa kỳ sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã cởi sắp, trổ tài hay biển lớn.
chấp bi non dời. Dưới cùng mi trên ni ám đàm kia trời, cả thế giới mưa hoàng gió thùng tạo nền mong thanh quân đặt dựng nơi triều ca gầy dừng tôi hiền. Giờ mắt câu tiên lý gì nhiên nên còn đại tiên hoài ở nấy lình tỏ tình đời ít câu cung thịnh mong mi trang quang vào cửa xem tuồng. Có cùng cây điệu thú chim muôn nhân giới vật quần lai bồn tanh, đó mới biết ai là Phật cơ thánh, ai tạo huyền ai lỗi đạo nhàn. Đồng hát câu phụ tử khai ca chúc trăm họ muôn nhà thành thơi. Bồ đào lưu thanh trà muôn năm cộng lạc ngờ Chúa hiền tôi trung mang. Nam mô A Di Đà Phật.